Mẹ của bà Tư Dạ, nói nhiều không bà? nè, bà nói nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Rồi anh nói bà ấy, bà ăn nhầm con chuột con gì á, cái nó nổ phong lên. Chứ mấy anh em ngoài của bà đâu có ai người nào nổi đâu. Có chồng này không bị rồi sao lại đi bán muối bà ngoại rồi đó. Rồi hôm bà ăn trúng cá biển hay ăn chuột con lan á rồi mới nổi. Dạ, có nghĩa là thức ăn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì theo cái hành trình gông gũi của Bùi Hồ thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp để tìm về cái hoàn cảnh của các cô chú ở trong ba anh em ruột mà phải bị bệnh mụn thịt bẩm sinh. Và các con cái của mình thì sau khi sinh ra thì cũng có bị bệnh, một số người bị bệnh. Thì hôm nay đến đây để quay lên cho cô bác anh chị thấy về về cái hoàn cảnh của cô chú anh chị. Thì đến đây mình đến đây được gặp hai bà. Dạ con chào hai bà. Dạ đây là bà thứ mấy bà? Bà thứ sáu. Bà thứ sáu. Còn đây là bà Tư. Dạ con chào bà Sáu, con chào bà Tư. Bà Sáu năm nay bao nhiêu rồi bà Sáu? 71. Còn bà Tư? Bà Tư chắc 76 ạ. Bà Tư 72. Năm nay nữa 77, còn tôi 72. Dạ rồi ông Tư với ông Sáu không? Không có. Vậy hả? Không có hai chị em, tôi không có chồng, không có con chân á. Nào giờ không có chồng ở chứ. Vậy hả? Dạ ngày xưa giờ mình không có chồng. Không có. Rồi ở với lại cái chú Út. Ở chú Út, chú Út nuôi hai bà đó đó. Dạ. 74. Ba năm nay 76 tuổi. 76 tuổi. Năm nay nó 77, dạ. Tôi thì 72. 72 với 77. Dạ. Thì con được tìm hiểu qua thông tin đó. Thì con biết gia đình mình có bà bị mắc bệnh đó là mụn thịt. Vậy thì bà Tư thì khó nghe hơn hả bà Sáu? Bà Tư bà không có nghe, nói bà không có nghe. Mình nói vậy chứ bà cũng không có nghe nữa. Bà Sáu thì nghe rõ hơn. Nghe rõ hơn. Dạ. Thì cái mình bị mụn thịt lâu chưa ha bà Sáu? Hầu tới 20 mấy tuổi vậy. Ba mẹ của bà Tư với bà Sáu có bị có bệnh không? Có mẹ mà chứ ba không có. Tía tôi một lần không có mà má tôi một lần quá điên sao. Vô đây đi con. Con vô đây luôn đi. Dạ. Cô dạ. Là ngày xưa là mẹ cũng có nên di truyền. Di truyền qua tới hai bà. Mình má tôi không à. Người ở ngoài mấy cậu tôi này kia không ai có chứ. Dạ ngồi ghế đi đi cô. Dạ. Cô là... Tôi là em dâu. Em dâu là vợ của chú Út Đèo. Vợ ông Thú Út. Dạ. Ông Thú Út. Con thấy cái bà Tư bị mụn thịt nhiều hơn bà bà Sáu. Dạ. Bà Sáu cũng có nổi đây nè cô chú anh chị. Đấy nè. Cắt bụng nè. Gờ vô là nó phầy phiều ha. Đây nữa nè. Đây. Ngứa dữ không bà Tư? Không. Không ngứa hả? Bà bị lúc trước là bà có bị nhiều vậy không? Mỗi lần thì không có nhiều mà bây giờ ngày chỉ già cái nó nổi nhiều. Càng ngày có gì không? Càng ngày càng nhiều lên hả bà? Dạ ông về nữa kìa. Rồi hôm rồi mình có đi trị gì không? Không, hồi nãy giờ không có đi trị gì. Trước giờ không có đi trị luôn hả? Không. Là mình không có cái chi phí để mình đi trị hay là sao? Mình đâu có biết cái gì đâu mà đi trị. Tụi con tao con nhỏ con gái nó cũng mà hồi đó nó không có, bây giờ có chồng nó nổi ấy mà biết chỗ đâu mà trị. Mà lúc trước là con gái của cô cũng có bị luôn. Hầu con gái tao chụp hình kìa, đâu có. Mà giờ có chồng cái nó nổi một nhỏ thứ cô Tư nữa nè, một cái nhỏ gì nữa nè. Một như thế này nữa ha. Một thứ này nè. Mà nổi với mình với cường cổ này kia rồi nữa. Dạ. Nè. Con dạ được rồi, con ở đây con quay cho bà được rồi. Rồi bị như thế rồi bà Tư có ngứa không? Có. Bà Sáu có ngứa không? Có, bà Tư cũng ngứa nữa. Ngứa nhiều không bà? Bà Tư thấy bà ngứa cũng bà gãi hoài hả? Khi cái mục này nè nằm xuống á rồi nó bị đụng chiếu hay là khi mình làm á va vô nó đau dữ không bà Tư? Không hỏi mục này nằm xuống đụng đau không? Không. Không đau hả? Ô bà Tư nè, thấy bà Tư rất là nhiều luôn. Quá nhiều vậy.
sau lưng bà cũng có. Là lúc mới sanh ra là có không hay là nó có nhỏ? Có nhỏ hay gì á. Dạ. Hồi đó có nhỏ, rồi cái bây giờ tới già nó mục nó bự lên. Giống về tới kìa. Dạ, mục nó bự lên. Rồi lúc trước giờ là mình không có chạy chữa gì luôn. Không có chạy chữa. Sau lưng bà cũng có nhóm nhào chân. Mục nó thịt nó nổi gì thôi à. Như ông này mỗi lần ông cứ tao, ông đi câu á, tao đâu có thấy đâu có đâu. Dạ. Rồi cái, tới giờ có con rồi, cái giờ già cái ông nổi nhiều á. Rồi như thế rồi cái sức khỏe của mình ăn uống nó bình thường không? Cũng được, cũng bình thường. Cũng ấy mà điều nó không mấy bà này không biết sao chứ ổng thì cũng ăn bình thường, ổng một nhỏ thôi. Bà thấy sức khỏe trong mình và khi bà bị bệnh như thế đó bà sao? Rồi bà Sáu thì cái mụn mục này nó nhỏ hơn, cho con xem thôi. Mụn này nó nhỏ hơn. Rồi bà Sáu thấy nó ăn uống bình thường không? Ăn uống cũng bình thường ha. Mà phải hai mắt mà câm nó mấy đường nữa nè. Rồi ở đây về cái những người xung quanh có bị không bà hay là chỉ nhà mình thôi? Có nhà mình không à? Có nhà mình không à? Có dòng họ ông này có hai chị này với ổng à. Dạ. Rồi tới hồi đó bà nội đó thì bà nội nhớ rồi cái chuyện vô cho ổng. Lúc đó bà nội của có nghĩa là mẹ của bà Tư. Dạ. Mẹ của bà Tư. Mẹ của bà Tư nè. Dạ. Nói nhiều không bà? Nói nhiều, bà nói nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Rồi anh nói bà ấy bà ăn nhầm con chuột con gì á cho nó nổ phong lên. Chứ mấy anh em ngoài của bà đâu có ai người nào nổi đâu. Mấy năm đó bà đi bán muối với bà ngoại rồi đó. Đi rồi ăn. Qua đây đi chút. Rồi ăn cá biển hay hai, ăn hai cháu cùng ra. Có nghĩa là mẹ của chú là lúc con gái có bị không? Không, họ có chồng này không bị rồi sao lại đi bán muối với bà ngoại rồi đó. Hôm bà ăn trúng cá biển hay ăn chuột con lan á rồi mới nổi. Dạ, có nghĩa là thức ăn. Chứ mấy cậu đâu có. Vậy thì trong cái qua quá trình là ăn chung thì mấy người kia sẽ bị nữa, mà mấy người kia ăn chung với lại có mình bà già đó ăn với bà ngoại đó à, còn mấy người cậu tôi với mấy người dì tôi ở nhà cũng rồi không có. Đâu có rồi, bà già. Rồi cái ăn đó rồi cái nổi rồi mà má tôi nổi đó cái chuyện xanh mấy người này nè. Cũng nổi vô thịt bả vậy. Dạ. Tôi ghét tới con tôi. Tới con tôi cũng có một hai đứa nữa. Bà chị ba cũng có chồng sáng nhỏ cũng. Rồi cái anh Năm cái này nè cũng nổi nữa mà ổng chết rồi. Ông dạ. Cũng nổi như ông này vậy nè. Chú Út có thể ông Út có thể cho con xem về cái cơ thể cái mình của ông được không Út? Dạ, ông mới đi đồng về. Út năm nay nhiêu rồi? 65 rồi. 65. Tôi mồi. Dạ, ông Út trước đây nó nổi nhiều vậy không? Nhiều, sao nó cũng có à. Mỗi lần thì ít, mỗi lần đâu có ấy, đâu có biết đâu. Trời ơi, sau lưng này có những mục nè. Có những mục nó sưng lên, nó phiều lên ha. Nó gờ gì, ông ngứa gì không ông chưa Út? Còn nó cũng không ngứa. Ông cởi áo ra đi lấy áo. Cởi áo ra đi đây coi. Dạ. Nó ngứa dữ không ông? Không, không ngứa. Không ngứa hả? Con tưởng đâu là nó sẽ gây cho ông ngứa khó chịu chứ. Cô chú anh chị thấy nè, có những mục mà nó bự như thế nè. Nó. Dạ. Ôi ơi, ở ngoài trước này nó nổi những một cái chi chít hả ông? Ừ. Dạ. Phải nói là nó chi chít hay không? Ăn uống bình thường không ông? Bình thường, ăn uống bình thường à. Dạ. Rồi ông có đi khám bệnh không? Có đi khám. Dạ, rồi bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói mấy cái này là nó không có thuốc uống được. Không có thuốc uống cũng được. Như bác sĩ nói nhau nó bệnh này là phong này là khó cái gì rồi là nó hôm trước con ở Bến Tre con cũng có gặp một cái chú kia bị bệnh mụn thịt rất là nhiều giống như chú vậy đó nè chú này chú để cho cô bác anh chị thấy nè đó nó phải chi chít vậy đó nó rất là nhiều ha chú ha. Rồi chú ơi, rồi khi mà mình bị mụn thịt gì đó, rồi mình ra đường rồi người ta có nhìn mình cái ánh mắt khác không? Không, cũng bình thường à. Vậy hả? người ta có nhìn mình cũng bình thường. Bạn bè là cũng nhậu chung bình thường không? Dạ. Thì đó đi ra bệnh viện khám nè. Chú khám ở đâu, bệnh viện nào? Bệnh viện mình là Sản Thịnh nè. Dạ. Rồi mấy bà nói nhau mình nghe nói bệnh của ông chú này cái này. Nó đâu có thuốc nào trị được.
Là chú cái mục nhỏ đầu tiên là lúc đó chú bao nhiêu tuổi? Hay là chú sinh ra đã có rồi? À, hồi nhỏ không có, lớn từ từ có, hăm mấy tuổi bắt đầu có tới luôn. Lúc chú lấy vợ là chú có chưa? Không có mà ít. Rất ít hả? Đó, dạ. Hồi đó chú có chồng á. Rồi sau này nó mới nổi nhiều lên. Rồi ngày lớn nổi nhiều lên. Là cơ thể mình nó vẫn khỏe mạnh bình thường, khỏe không mạnh khác, bình thường khác lạ gì so với người thường? Không, khỏe mạnh bình thường. Đôi mắt của chú giống như bà Sáu không? Cũng mờ găm mà. Mờ hả? Ừ. Tôi ra khám bác sĩ hỏi có thuốc gì uống nhỏ không? Mấy bà nói là chú lớn tuổi rồi nó mờ thôi chứ đâu có thuốc gì mà uống hết sáng mắt. Dạ. Không biết bị còm hay gì, không rành, chưa đi khám nữa. Dạ, con hôm nay phải nói là lần đầu tiên con đã thấy ở Bến Tre cũng có một chú nữa. Nhưng mà lần đầu tiên con mới tận mắt chứng kiến là hoàn cảnh của ba người là anh chị em ruột như chú ở đây bị bệnh mù mịt thịt như thế này. Dạ, thưa cô bác anh chị, thì hôm nay có mặt ở tại xã Vĩnh Bình, ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, tìm đến đây hoàn cảnh của chú Đèo với lại hai chị của mình. Mà có một cái tình trạng đó là bệnh mụn thịt rất là kỳ lạ. Từ khi mẹ của mình ăn một loại thực phẩm lạ, là có thể là chuột hay là cá biển gì đó, mắc bệnh mụn thịt. Đến thời điểm bây giờ là truyền cho chú và ngay cả con cô chú, những người con của chú. Vậy thì hôm nay quay lên cho cả nhà cô bác anh chị thấy để mà biết những cái phương thuốc nào chữa trị, hay là những cái cách nào để hỗ trợ cho chú. Chú ơi, tại sao mình không đi lên bệnh viện lớn mình khám mà mình lại đi ở xã thôi? Vì mình khi bị mình có bệnh này kia, nhức đầu ra bụng thì mới khám xã chứ không có đi khám bệnh viện lớn. Nhà mình đang làm nghề gì hả chú? Làm ruộng nhiều không chú? Làm được có 6 công à. 6 công. Bao nhiêu người, bao nhiêu nhân khẩu chú? 6 đứa con với nuôi hai người chị đó. Dạ, nhưng chắc có lẽ là một là mình ấy, hai là mình không có chi phí hay gì chú? Không. Không có chi phí để mình đi khám. Chú có ở đây là chú có số điện thoại. Số của chú là số nào chú? Có. Chú có thể đọc cho mọi người biết để có thể có dịp Mạnh Thường Quân có thể đến nhà của chú để mà tìm hiểu. Và số của số nhà đây phải không? Số nhà của chú Đèo là 033 874 7093 là số của mình. Rồi đúng rồi đó. Dạ rồi chú ơi, hôm nay rồi con cảm ơn ông đi. Mốt chú với, chú ông. Dạ hai bà rất là nhiều. Dạ con chúc luôn sức khỏe.